là người con gái xấu nhất đế quốc, nhưng lại khiến ba nam chính chết mê chết mệt. Nhưng thực ra đây đều là thủ đoạn bảo toàn tính mạng của cô. Chỉ để thoát khỏi số phận biến thành đồ ngốc, cô vốn là thợ trang điểm riêng của ngôi sao nổi tiếng. Ngày nào cũng bị bóc lột và chèn ép một cách vô tình. Thậm chí khi xảy ra tai nạn, còn bị ngôi sao bắt làm bia đỡ đạn, và thế là cô kết thúc cuộc đời bi thảm của mình. Lẽ ra là như vậy, nhưng một tử thần ăn mặc fashion nói với cô là do mình không cẩn thận nên chết oan, để đền bù cho cô anh ta sẽ cho cô làm nhân vật chính. Và thế là cô trở thành nữ chính của một cuốn tiểu thuyết vớ vẩn một cách ngơ ngác. Tiểu thuyết này có ba nam chính: thái tử đẹp trai, công tước dịu dàng và hầu tước độc ác. Cô là nữ chính nhưng bị ba tên biến thái này thay nhau giày vò, cuối cùng còn uống thuốc của thái tử trở thành đồ ngốc. Cuộc sống xàm chó này còn không bằng vai phụ. Cũng may tử thần này còn có chút lương tâm, cho cô một túi trang điểm có thể mang theo bên người, có thể lấy ra những đồ trang điểm mà thời đại này không có. Cho nên để thoát khỏi số phận máu chó này, cô lợi dụng kỹ thuật trang điểm của mình giả bộ xấu xí, chỉ để che khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Hơn nữa cô còn ăn như chết đói trong yến tiệc, ở nhà thì hiếp người quá đáng để tất cả mọi người đều ghét cô. Nghĩ đến đây, cô không thể không cà khịa, thiết lập kỳ cục của cuốn tiểu thuyết này. Ở đây, khi con trai đến độ tuổi kết hôn, có thể chọn cô gái mình thích để sống thử một năm. Đây cũng là lý do tại sao cô bị ba tên biến thái đó thay nhau giày vò. Cô sờn cả gai ốc giật mình ôm lấy người, kiếp trước kiếm tiền lâu như vậy, một xu còn chưa tiêu đã hẹo rồi, không ngờ kiếp này còn không được sống cuộc sống tự do. Đều tại tên tử thần chít tịt đó, tại sao lại không cho mình trùng sinh vào chuyện ngôn lù chứ? Nhưng cũng phải cảm ơn anh ta để lại túi trang điểm, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Trước mắt cô phải nghĩ cách yên ổn trải qua lễ trưởng thành. Vì nữ chính là bị ba tên biến thái này ngắm trùng vào lễ trưởng thành. Cô nhẫn nhục chịu đựng đến nay đã chịu bao nhiêu dị nghị. Làm ơn nhất định phải khác với nguyên tác. Ngày hôm sau cô vẫn cố gắng trang điểm thật xấu. Hầu gái nhìn vào bộ dạng luộm thuộm của cô thì nhíu mày. Mikael rất là hài lòng với phản ứng này của cô ta. Kỹ thuật trang điểm của cô thật là pro, thành công chiến thắng hào quang nhân vật chính. Cô vẫy vẫy tay một cách phiền toái với hầu gái. Tao đến tìm ta vào giờ này, mau nói đi rồi cút ra ngoài. Hầu gái nói một cách chê bai, tôi chỉ là đến chuyển lời cho người là nam tước kêu người đi ăn sáng. Nói xong thì cô ta đi ra ngoài, nhưng khi đi đến cửa thì cô ta dừng lại. Tiểu thư, từ nay người tốt nhất nên tỏ ra mình là tiểu thư khuê các. Người biết người đã để nam tước mất mặt không? Mikael nghe vậy thì không thể tin nổi, so với người anh trai cứ đến yến tiệc thì ăn như chết đói đấy, rốt cuộc là ai mất mặt hơn hả? Cho nên cô bực bội đến phòng ăn, vừa vào cửa đã nhìn thấy con lợn đó đang ăn như chết đói. Anh ta còn chê thẩm mỹ của cô, vừa ngồi xuống hai người đã cãi nhau rồi. Cuối cùng anh trai nói, dù bằng mọi cách cũng sẽ gả cô đi. Lời này đã nói trúng nỗi đau của Mikael. Cô cũng muốn giống như một cô gái bình thường, ăn mặc thật xinh đẹp, yêu đương, kết hôn và sinh con. Nhưng tác giả không cho cô có cuộc sống như vậy. Cô nghĩ đến đây thì nắm chặt tay đi ra khỏi phòng ăn. Thế mình mất mặt chứ gì? Không có vấn đề anh trai yêu quý, ngày mà lễ trưởng thành em sẽ giúp anh mất mặt hoàn toàn. Sau hơn 10 tháng, cuối cùng thì cô gái xấu nhất đế quốc cũng nhận được bức thư cầu hôn đầu tiên trong cuộc đời. Hơn nữa còn là một chàng trai xấu xí mặt đầy tàn nhang gửi đến. Và thế là gái xấu và trai xấu sắp sửa bắt đầu cuộc sống vợ chồng ảo ma Canada. Không lâu trước đó, Mikael dùng hết mọi cách, cuối cùng cũng tạo ra cách trang điểm mà cô ưng nhất. Và hôm nay chính là lễ trưởng thành quan trọng nhất của cô, cũng là bước ngoặt số phận của cô. Hôm nay vốn dĩ là ngày mà nữ chính dùng nhan sắc tuyệt đẹp chinh phục ba tên biến thái, còn bị nữ phụ độc ác giày vô một cách vô tình vì đố kỵ. Nghĩ đến tình tiết trong nguyên tác thì cô cảm thấy sợ rồi. Hôm nay cô nhất định phải vĩnh biệt tất cả sự bất hạnh. Vì hôm nay cô đã chuẩn bị cả 9 năm, lúc mà cô đi vào đại sảnh yến tiệc, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp. Họ đều cảm thấy Mikael bị điên rồi, còn Mikael thì rất là hài lòng về việc này. Họ cà khịa càng nhiều thì chứng tỏ mình càng an toàn. Còn nữ phụ độc ác, vì cô giả bộ xấu nên trở thành tiêu điểm, nhưng sự xuất hiện của nữ phụ cũng có nghĩa là ba biến thái đó sắp xuất hiện. Quả nhiên, ngay sau đó, một thị vệ đã xông vào nói quốc vương và hoàng hậu đã đến. Tiếp đó chính là ba tên biến thái đó xuất hiện. Sau đó lễ trưởng thành chính thức bắt đầu. Người đầu tiên được gọi là nữ phụ độc ác, hình như thái tử rất là hài lòng với nhan sắc xuất chúng của cô ta. Thấy nữ phụ trở thành tiêu điểm, sao mà không ngưỡng mộ được. Nếu như đây là chuyện ngôn lù, có lẽ cô sẽ sử dụng kỹ thuật trang điểm đỉnh cao của mình hết công suất, để khuôn mặt đã đẹp càng đẹp hơn. Sau đó thì có một cuộc tình ngọt ngào, nhưng đáng tiếc đây là cuốn tiểu thuyết máu chó, cho nên đây đều là mơ thôi. Lúc mà Mikael thẫn thờ thì tên của cô đã bị gọi. Cô sợ hãi đi lên hành lễ, khuôn mặt xấu xí khiến quốc vương giật cả mình. Lúc mà cô chuẩn bị ngã một phát để mất mặt hơn, thì có người đã đẩy thật mạnh vào lưng của cô, khiến cô lăn xuống cầu thang một cách nhếch nhác. Giờ thì mất mặt thật rồi, đối với sự cười nhạo không thương tiếc của tất cả mọi người. Dù Mikael có kiên cường đến mấy cũng đỏ cả mắt, cũng may ba tên biến thái đều không chú ý đến cô. Dù là cô đã tại nguyện có được kết quả mình muốn, nhưng quá trình này quá là nhục nhã. Lúc này nữ phụ bỗng gọi cô lại, sỉ nhục thêm một lần nữa. Đối với sự mỉa mai của họ, Mikael không có gì để nói. Nhưng từ trường của nữ phụ rất nhanh đã thu hút bọn biến thái đó. Mikael nhìn vào hai soái ca này, như là nhìn thấy ma vậy, lập tức cáo lui, khiến hầu tước cạn cả lời. Còn nữ phụ thì rất đắc ý cười một cách nham hiểm. Trong lúc chạy, Mikael đã vô tình va phải thái tử.
nữ phụ chi tiệt đó đã thu hút bọn biến thái này đến. Thái tử bị va phải rất là không vui, hình như mắt của ngươi không được tốt nhỉ. Sắc mặt của Mikael càng lúc càng xanh xao, cuối cùng cô quyết định tốc chiến tốc thắng, sau khi xin lỗi bằng tốc độ bàn thờ thì chạy mất dép luôn. Thái tử nhìn vào bóng dáng hoang mang bỏ chạy của cô, thở dài một tiếng, thật là chả ra sao, không khác gì mất dạy. Đó anh ta đi vào sảnh yến tiệc, nhìn thấy Tiêu Điểm là nữ phụ, đây mới là người con gái xứng đáng đứng bên cạnh mình. Nhưng không biết tại sao, mùi hương trên người của cô gái xấu xí vừa rồi luôn khiến anh ta để ý. Vì lễ trưởng thành mất mặt gia tộc, anh họ tức quá định bán luôn Mikael, chỉ cần có người chấp nhận cô thì anh ta lập tức đóng gói mang đi. Mikael tức giận nhìn vào anh họ, tên này từ trước đến giờ đã muốn chiếm đoạt gia sản của cô, sau khi anh họ đi thì hầu gái lập tức đến nói móc cô, vì cô ta sắp gả cho anh họ rồi, sắp chim sẻ biến thành phượng hoàng, tốt hơn nhiều so với người có thể tùy tiện gả đi làm Mikael. Nhưng Mikael không hề để tâm, tự chèn ép của chúng, trước mặt việc quan trọng nhất vẫn là vượt qua quãng thời gian cô bắt đầu bị giày vò, như thế mới an toàn được. Nhưng cô không thể ngờ được, đã 10 tháng rồi mà cô vẫn không nhận được thư cầu hôn nào. Lúc mà cô tưởng mình sắp ế đến già thì anh họ mang đến một tin vui, cuối cùng cũng có người chịu cưới cô rồi. Chỉ là tuy đối phương ra thế hiển hách nhưng mặt lại đầy tàn nhang, anh họ cảm thán trai xấu và cô là cặp đôi hoàn hảo. Đối với sự cà khịa của anh họ, Mikael cạn cả lời. Thực ra kết hôn với ai không quan trọng, chỉ cần không phải ba tên biến thái đó là được. Cô bị anh họ đóng gói đưa đến phủ công tước ngay trong đêm. Lúc mà nhìn thấy trai xấu trong truyền thuyết đó, Mikael ngơ cả người, đây rõ ràng là một siêu soái ca mặt có tí tàn nhang.